Quả gáy xám phương Tây, hay còn được gọi đơn giản là quả gáy xám. Đây là loài chim nhỏ thuộc chi quả gáy xám. Chúng được tìm thấy trên khắp châu Âu, Tây Á và cả Bắc Phi. Quả gáy xám có chiều dài cơ thể từ 34 đến 39 cm. Cân nặng dao động từ 136 đến 265 g. Đây là một loài quạ nhỏ với bộ lông chủ yếu có màu đen bóng, thêm vào ít màu tím hoặc xanh lam. Phần lông ở má, gáy và cổ có màu xám nhạt đến xám bạc. Phần dưới có màu xám đá phiến. Chân và cái mõm ngắn mập mạp có màu đen. Cả hai giới tính trông khá giống nhau. Quạ gáy xám được tìm thấy tại các vùng thảo nguyên, những môi trường sống có sự kết hợp của nhiều cây cối, vùng đất canh tác, vách đá, vùng ven biển và cả trong thị trấn. Chúng có vẻ thích những nơi rừng được phát quang, chuyển thành khu trồng trọt hoặc các vùng đất trống. Quạ gáy xám có lối sống khá hòa đồng. Chúng không chỉ kiếm ăn cùng với đồng loại của mình, mà còn hòa nhập vào các loài chim khác như chim sáo đá, chim ác là hay các loài quạ khác để cùng nhau kiếm ăn. Quạ gáy xám chủ yếu kiếm ăn trên mặt đất, tại các khu vực trống trải. Đôi khi, chúng cũng kiếm ăn trên cây và thường kiếm ăn mạnh vào sáng sớm. Có vẻ những lúc này con người ít xuất hiện hơn. Trên mặt đất, chúng tìm kiếm các loài động vật không xương sống nhỏ như bọ cánh cứng, ấu trùng, ốc sên, nhện. Chúng cũng ăn cả các loài gặm nhấm nhỏ. Ngoài động vật, chúng còn ăn cả các loại ngũ cốc, hạt cỏ và các loại trái cây khác. Loài quạ này có vẻ thích ăn trứng của các loài chim khác, bao gồm cả trứng của chim săn mồi nhỏ. Đôi khi, cuộc trộm trứng không thành công và bị chim bố mẹ tóm được. Sinh sản. Vào năm thứ hai của cuộc đời, quạ gáy xám bắt đầu sinh sản. Chúng là loài chim chung thủy và gắn bó với nhau suốt cuộc đời. Mùa sinh sản thường diễn ra vào mùa xuân, khoảng giữa tháng 4 đến đầu tháng 5. Tổ thường được làm trong các hốc cây, trên vách đá, trong tòa nhà cổ không có người ở. Tổ được lót bằng lông thú, cỏ khô cùng các vật liệu khác. Để có được lông thú, chim bố mẹ sẽ dùng mỏ nhổ lông trực tiếp trên các loài động vật có vú lớn như ngựa, bò và đôi khi là trên những xác chết động vật. Chim mẹ để khoảng 3 đến 8 quả trứng màu xanh nhạt kèm theo các đốm sẫm màu. Trứng được ấp trong khoảng từ 17 đến 19 ngày. Chim non chào đời được cả hai chim bố mẹ chăm sóc trong khoảng 1 tháng. Sau thời gian này, chúng sẽ rời tổ. Quạ gáy xám bị con người săn bắt như một loài phá hoại nông nghiệp. Tuy nhiên, chúng không bị săn bắt nhiều như các loài quạ khác. Chúng còn là nguồn thức ăn của các loài chim săn như cắt hỏa mai. Cắt hỏa mai là loài chim săn mồi không quá to lớn và cũng không quá vượt trội về kích thước so với quạ gáy xám. Và khi nó tóm được một con quạ gáy xám, cuộc chiến sẽ nhanh chóng diễn ra. Tuy nhiên, vì là chim săn mồi nên chúng được trang bị móng vuốt cũng như cái mỏ sắc nhọn, làm tiêu hao thể lực đáng kể của quạ. Đôi khi, quạ gáy xám còn được các loài quạ khác hoặc chim ác là trợ giúp. Nếu gặp những con chim săn nhỏ, quạ gáy xám có thể sẽ thoát thân. Nhưng đối với những con chim săn khỏe hơn một chút, quạ thương sẽ phải bỏ mạng. Tuổi thọ của loài quạ gáy xám phương Tây khoảng 20 năm.